Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Thế Giới Cây Giống chi nhánh Cây Lậy. Trước mặt các bạn đó là nơi trưng bày cái cây hoa trang. Và cái loại hoa trang hôm nay mình giới thiệu với các bạn đó là trang leo, chứ không phải là trang thân gỗ như bình thường nha các bạn. Trang leo hay còn gọi là sử quân tử, cái tên khá là đặc biệt, khá là hay ha các bạn. Sử quân tử có với nhiều màu sắc khác nhau, màu sắc rực rỡ, nhiều màu nhưng vẫn dịu dàng và nữ tính, sang trọng, với hương thơm nồng nàn và quyến rũ. Hoa này có thể nở liên tục trong năm nha các bạn, mùa nào cũng có ha, và rất xinh hoa. Này các bạn thấy đi, hoa của đó nè. Sử quân tử nói lên cái đặc tính tốt, chịu được khó khăn nghèo nàn nhưng vẫn được vươn lên. Đây các bạn thấy cái búp hoa đó nè, khá là đẹp ha. Từ những búp nhỏ như thế này nó sẽ nở ra như thế này đây. Nó có vừa có màu hồng và màu đỏ luôn nha các bạn. Tại vì trong chậu cho nên cái chùm hoa nó sẽ nhỏ hơn ở ngoài đất, đầy đủ dinh dưỡng ha. Nếu chúng ta chăm sóc đủ thì hoa nó rất là nhiều và có thành một cái chuỗi dài luôn đó các bạn. Đây là cái cánh hoa, hoa của nó đây. Có nhiều cánh, có một cái nhị như đây này đây. Vừa có màu hồng, vừa có màu đỏ và những cái búp như thế này nó sẽ nở ra nha các bạn. Hết hoa này tới hoa khác thành một cái chuỗi dài, nhìn trông rất đẹp, đẹp mắt. Cái cây này thì có thể trồng ở ban công nè, sân thượng ha. Trồng trong một cái chậu và nó sẽ leo lên hàng rào. Này, cây này thì nó không có gai nha các bạn. Có thể nhân giống bằng cách ươm hạt hoặc là dăm nhánh ha. Đó là những cách mà để chúng ta nhân giống cái cây sử quân tử này. Và cái cây này thì nó cô cũng có cái sâu ha, cho nên chúng ta khi nó ra đọt như thế này chúng ta phải phun thuốc ngừa sâu bệnh cho nó. Đây, đây là một trong những cây dây leo hàng rào được mọi người săn lùng rất nhiều. Cái đợt non của nó này các bạn, thì nếu các bạn muốn sở hữu cái chậu hoa xinh xắn như thế này để cho ngày Tết thêm đẹp, thêm vui, thêm xinh thì nhanh tay gọi ngay số điện thoại đang hiện trên màn hình 0845 664499 nha. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những đoạn video lần sau.